Nhắc lại các bạn, 44 tự do, bên đây là Đức Từ Thiện, Tiến Đen, Anh Đen và truyền 2 là Mạnh Lùn. Phía bên kia là Vui truyền 2, biên 4 Lê Văn Luyện, biên 2 là Thiện Du và số 3 là Thắng Mắt Kiếp. Rồi, 1-0 cho Thắng Mắt Kiếp. Đánh bóng không qua tay chắn của Tiến Đen. Điểm 2-0. Đây nè, đây nè. Có. Số 4. Má nó rồi, chơi thích thôi, chơi cho cố luôn. Điểm 1-2. Phát bóng không qua lưới. Điểm 3-1. Phát bóng tốt của Thắng Mắt Kiếp, ăn điểm trực tiếp. Điểm 4-1. Các bạn theo dõi kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Thank you các bạn nhiều. Rồi, thêm một pha bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm 5-1. Tắt rồi không ai coi nữa đâu, không cần xin lỗi. Điểm 5-1. Đánh bóng tốt của Thiện Du. 6-1. Phương Thiện này nó chắn tụi nổ tụi ngoài thì đánh không ra tay nó mà. À, chắn cao quá. Đéo. Chia năm gói coi phim được không? Được, bạn chơi bằng lẩu á, lòng hiểu lẩu. Và đánh bóng rất uy lực của Tiến Đen. 2-6. Con dài rồi quýnh đi. Cái lòng á, cái lòng á. Mấy giờ chơi hả? Chơi chơi, đừng chửi nha. Mình nói gì tao phải chửi được. À, xử lý bóng rất tốt của Vui truyền 2. Và pha kết thúc điểm tốt của Lê Văn Luyện. Điểm 7-2. À, thêm một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm 8-2. Giới thiệu lại các bạn kèo 44. Phía bên đây là Tiến Đen, Đức Từ Thiện, Anh Đen và Mạnh Lùn truyền 2. Phía bên kia là Lê Văn Luyện, Thiện Du, Thắng Mắt Kiếng và truyền 2 là Vui. Và đánh bóng rất tốt của Đức Từ Thiện. Ba tám.
Ủa vậy đám dỗ. Một pha phòng thủ không tốt của Tiến Đen. Dâng giò gà cho đối phương. Điểm 9-3. Thêm một pha giò gà nữa. Điểm 10-3. Có chip này không làm bảo nhỏ nhỏ gõ nhỏ. Ôi hai và kết thúc bóng của Tiến Đen 4-10. Trong sân luôn. Và đập bóng rất tốt nhưng đánh bóng chạm lưới. Điểm 5-10. Vẫn còn. Và đánh bóng hỏng. 11-5. Một pha chắn bóng tốt của Đức Móc. Nhờ thẹo đọc kinh cái có kết quả thì đấy. 6-11. Rồi bóng giúp Sài Gòn lấy. Chạm cột giới hạn. Này có chị 2 đó, chị 2 mẹ ăn đó. 12-6. Vừa rồi là pha dứt điểm của Thiện Du. Một pha đánh bóng ra ngoài của Tiến Đen. Và kết thúc điểm của Đức Từ Thiện. Điểm 7-13. Một pha dứt điểm tốt của Thiện Du. 14-7. Trời ơi, mày đập tao lụng muốn gì nữa. Em có ăn thua gì đến trên đâu. Anh ủng hộ mày chứ đủ. Nhưng mà nó điểm mày cũng bè cho muốn. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Còn nước con tắt hết, nước tắt luôn. 8-14. Hiểu ra lá bát tông hiểu không? Hiểu. Ra lá bát tông không? Biết rồi anh. Như vậy là bên Thắng Mắt Kiến giành chiến thắng với tỷ số là 15-8. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ Uy Tín Volleyball. Chúng ta sẽ đến với set thứ hai nha các bạn.